cho các bạn. Có gì kia tiếp cho bạn cái món nó bún đó với bà. Nó bún đó với bà. Đây là mà đen nhám có phủ lớp hơi xám không ạ? Xám cam à. Lọc ngầu. Thì tới tất cả các dòng bún đó thì mình có thể tháo được cái lớp góc phía trong này. Mình thiết kế cái nút dễ dàng tháo ra được. Lọc lọc. Tháo được hai bên. Chúng ta kéo ra là nó sẽ đây sẽ gắn lại. Phía trong của nó. Trắng hình trắng này có ngọc trai trắng ngọc trai thì dòng V3 thì chúng ta có nhìn vào cái viền này, cái viền này để đặc trưng với dòng V3. Cái dòng khác thì nó sẽ không được cái viền này, cái viền viền ngọc. Đây là mẫu đèn bóng. Đặc trưng của cái dòng Windows này là nó có một cái móc rất là đặc trưng so với mẫu móc bảo hiểm trên thị trường này. Và nó đây là cái khóa, cái này để cài vô cái in xe để chống trộm, khi bị cắt thì vẫn mắc, bị chống lấy thôi. Nó là da, khi mà bình thường thì chúng ta xếp lại cài vô. Xếp lại cài lại nó nhìn phía trong đang bị thiêu cái hình cái logo của bên đó, hình chú chó với lại lá cờ Anh, thương hiệu của Anh. Đây là màu trắng, đây là màu đen. Phía sau nó tất cả đều có một cái tem chống hàng giả, chúng ta có thể cào và nhắn tin được. Đây khi mình vừa nói về mình có thể cào cái này và nhắn tin để xem là hàng của mình có thật hay không, nó sẽ báo về khi cào mình mới lấy được.